Chúng tôi là Hải Bình và Ái Hiền. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin đầu tiên với Hải Bình. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho hay Quốc vụ Khanh Đức gặp gỡ giới tranh đấu Việt Nam. Ngày 5 tháng 12, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis đã có cuộc gặp với các nhà hoạt động Việt Nam tại Hà Nội để tìm hiểu về hoạt động của xã hội dân sự. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong bốn nhà hoạt động tham dự cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ, nói với VOA rằng ông Michaelis có đề cập đến Hiệp định Thương mại Tự do EU và Việt Nam, EFVTA, và quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Vào tháng trước, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài và đại diện các nhóm hoạt động cho nhân quyền Việt Nam đã gặp gỡ các dân biểu và kêu gọi chính phủ Đức hãy quan tâm và gây áp lực hơn nữa lên nhà cầm quyền Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, trong đó có việc trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, chính trị. Nhóm đề nghị các dân biểu của hai đảng SPD và đảng Xanh trong Nghị viện châu Âu không ủng hộ việc thông qua EVFTA cho đến khi tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện và có thể kiểm chứng được. Anh Quốc tuyên án tù 3 người đàn ông đưa 4 người Việt nhập cư lậu. 3 người Anh Quốc vừa bị tuyên án tổng cộng 22 năm 6 tháng tù về tội âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép khi đưa lậu 4 người Việt từ Pháp vào Anh. Truyền thông trong và ngoài nước loan tin trích kết quả phiên tòa hình sự Sneijder phía đông London diễn ra vào ngày 5 tháng 12. Theo đó, thì hai bị cáo Christian King và Henry Dunn bị tuyên án mỗi người 9 năm tù, còn James Davis thì bị 4 năm 6 tháng tù. Cảnh sát London cho biết vào tháng 11 năm 2017, ba người đàn ông này đã đón 4 người Việt có tuổi từ 14 cho đến 23 tuổi tại ngoại ô của Boulogne của Pháp Quốc sang Anh bằng xuồng cao su. Đến Anh thì Davis dẫn nhóm người đến một chiếc xe đã chờ sẵn ở thị trấn Folkestone, hạt Kent để đi tiếp. Davis bị bắt ngay tại đây, còn King thì bị bắt ngay sau đó. Chiếc xe chở 4 người Việt bị chặn trên cao tốc M20. Tin vừa nêu được loan đi sau khi toàn bộ xác cũng như là tro cốt của 39 nạn nhân người Việt chết trong xe tải đông lạnh phát hiện ở Essex, London đã được đưa về quê nhà vào cuối tháng 11 vừa qua. Bắt hơn 100 tấn dược liệu từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam. Ngày 5 tháng 12, 2019, Bộ Công an cho biết đã bắt quả tang đường dây tổ chức buôn lậu dược liệu với số lượng lớn từ Trung Quốc đưa vào tỉnh Lạng Sơn để chuyển về các tỉnh thành tiêu thụ, đồng thời bắt giữ một số người liên quan để điều tra. Theo báo Người Lao động, từ chiều ngày 4 tháng 12, Công an đã đồng loạt bắt quả tang nhiều xe tải chở nông sản nhập cảng từ Trung Quốc vào Việt Nam tại cửa khẩu Chi Mã, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, lực lượng Công an đã khám xét tại các kho hàng của nhiều doanh nghiệp. Tại kho Long Vĩ của công ty xuất nhập cảng Hà Bắc ở phường Đình Bảng, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và một số doanh nghiệp khác tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Giới hữu trách đã thu giữ trên 100 tấn bao gồm 60 loại nguyên liệu để làm thuốc bắc nhập lậu và tạm giữ một số người liên quan. Theo báo VTC News, thì cơ quan hữu trách đang nghi ngờ số dược liệu nhập lậu này có chứa chất bảo quản để tránh bị hư hỏng, ẩm mốc, nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Và vẫn phần tin Việt Nam cho biết cấp dưới tố cáo hai trung tá cảnh sát giao thông Đồng Nai đã bị đình chỉ. Truyền thông trong nước loan tin vào 6 tháng 12 cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Giám đốc Công an Cộng sản tỉnh Đồng Nai về việc tạm đình chỉ công tác trong 2 tháng đối với Trung tá Phạm Hải Cảng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2 và Trung tá Văn Cẩn Tú, đội phó đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông Đồng Nai. Tin cho biết trước đó, Trung tá Cảng bị hai cán bộ cấp dưới tố cáo đã can thiệp vào việc tổ tuần tra xử phạt một xe tải chở quá tải trọng trên quốc lộ 20. Trung tá Tú cũng liên quan đến việc gọi điện xin thả xe vi phạm. Hai vị lãnh đạo này lý giải cho rằng trên đường đi kiểm tra trên tuyến tình cơ phát giác xe tải đậu lâu bên đường nên gọi điện hỏi tổ tuần tra. Trung tá Tú thì xác nhận cũng từ mối quan hệ xã hội nên có gọi điện xin cho anh em chứ không có vụ lợi. Ban Giám đốc Công an Cộng sản tỉnh Đồng Nai đã lập đoàn thanh tra vụ việc này. Bước đầu, Trung tá Cảng và Trung tá Tú đã xác nhận giọng nói trong các đoạn ghi âm can thiệp cho thả xe quá tải là của mình. Thưa quý vị, Cambodia và Việt Nam tổ chức tập trận quân sự chung. Cambodia và Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung kéo dài một ngày vào ngày 18 tháng 12, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác về các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn, một nỗ lực mà giới quan sát cho là nhằm xua tan những lời đồn đoán cho rằng Cambodia đang lạnh nhạt đối với Việt Nam và thân thiết hơn với Trung Quốc.
Trang Khmer Times vào ngày 6 tháng 12 loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Cambodia Thebang sẽ chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận dọc biên giới giữa tỉnh Svay Rieng và tỉnh Long An của Việt Nam. Trang này dẫn lời tướng Moeng Samphan, quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Cambodia cho biết có tổng cộng 1.000 binh sĩ, mỗi quốc gia 500 người sẽ tham gia tập trận này và máy bay trực thăng cũng sẽ được sử dụng. Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng sẽ ra tòa vào đầu tháng Giêng cùng với Vũ Nhôm. Hai cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ tức là Vũ Nhôm và 18 người khác sẽ phải hầu tòa tại Hà Nội từ ngày 2 cho đến ngày 15 tháng Giêng. Tin từ truyền thông trong nước cho biết như vừa nêu vào ngày 6 tháng 12. Phiên xử dự kiến được tiến hành trong cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Chủ tọa phiên tòa là Lưu Ngọc Cảnh. Hai ông cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến bị truy tố về hai tội danh là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam, khung hình phạt từ 10 cho đến 20 năm, và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 điều 229, khung hình phạt từ 5 cho đến 12 năm tù giam. Cùng bị truy tố với hai tội danh vừa nêu trong vụ án còn có các ông Phan Văn Anh Vũ tức là Vũ Nhôm, cựu thượng tá tình báo công an, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu phó chủ tịch Đà Nẵng, ông Phan Xuân Ích, cựu phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Thành, cựu giám đốc công ty Minh Hoàng Phát, ông Phan Minh Cương, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng 79, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn IVC. Thưa quý vị, Trung tá Công an tự viết thêm vào biên bản hỏi cung bị khởi tố. Trung tá Công an, điều tra viên Nguyễn Việt Cường thuộc Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vì tự viết thêm nhiều nội dung có tính chất buộc tội đối với nhiều bị can. Ông Nguyễn Việt Cường bị khởi tố về cáo buộc làm sai lệch hồ sơ vụ án, quy định khoản 2, điều 375 của Bộ Luật Hình sự với mức án tù từ 5 đến 10 năm. Trước đó, ông này bị đình chỉ chức vụ Công an phường Phú Thạnh và bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Theo truyền thông trong nước, kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình điều tra lại vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy tại Phú Yên, Tuy Hòa từ năm 2012 đến 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tuy Hòa phát hiện khi thụ lý hồ sơ, điều tra viên Nguyễn Việt Cường tự viết thêm nhiều nội dung có tính chất buộc tội đối với Nguyễn Hồng Ngọc Anh vào các biên bản hỏi cung bị can của Phạm Quang Vinh, Nguyễn Hồng Ngọc Anh làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tuy Hòa đã đề nghị giám định các biên bản hỏi cung này. Lừa đảo nhiều người, nhân viên ngân hàng bị bắt. Tại Gia Lai, Việt Nam, khi đến thời hạn trả nợ cho khách hàng, một nhân viên ngân hàng Á Châu chi nhánh Gia Lai không trả mà tự ý nghỉ việc, cắt liên lạc với các nạn nhân rồi bỏ trốn sang Trung Quốc. Xác nhận với báo pháp luật, vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, Công an Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Hồ Đức Anh, 25 tuổi, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, theo lệnh truy nã tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tính cho biết Hồ Đức Anh là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Á Châu, ACB chi nhánh Gia Lai. Trong quá trình công tác, Đức Anh quen biết với một số khách hàng sống ở thành phố Pleiku và vay tiền để đáo hạn và làm ăn. Do tin tưởng nên từ ngày 21 tháng 11 năm 2018 cho đến 10 tháng 7 năm 2019 đã có 4 người đưa cho Đức Anh tổng số tiền là 7.75 tỷ đồng, tương đương với số tiền là 333,751 Mỹ Kim. Thế nhưng khi đến thời hạn trả nợ thì Đức Anh không trả mà bỏ việc, cắt liên lạc với các chủ nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương, nên những nạn nhân trình báo công an. Dư luận phẫn nộ việc Lào Cai để một chuyên gia Trung Quốc thăm dò đất hiếm. Công luận đã thẳng thắn nêu ý kiến như vậy khi được biết công ty cổ phần Khánh Anh, công ty Khánh An được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò đất hiếm ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai trong thời gian 4 năm. Trong đó, 19 lao động là chuyên gia Trung Quốc trực tiếp thăm dò đất hiếm được thuê thời vụ mà không cần xin phép. Dưới bài viết của báo Người Lao Động vào ngày 4 tháng 12, 2019, hầu như bạn đọc nào cũng phản ứng dữ dội, kịch liệt phản đối và đưa ra những phân tích rất rõ ràng, xác đáng. Điều khó hiểu là đối với những người dân bình thường mà còn có suy nghĩ, tầm nhìn như vậy trong khi cơ quan quản lý của Cộng sản Việt Nam thì lại rất hời hợt, chủ quan, lỏng lẻo. Dư luận càng phẫn nộ hơn với nội dung trả lời của bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội Lào Cai.
vì vướng quy định nên chúng tôi không thể xử lý được. Các lao động Trung Quốc mà công ty Khánh An sử dụng đều chỉ có thời hạn làm việc dưới 3 tháng ở Việt Nam, nên không cần làm thủ tục xin cấp phép. Uniqlo khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Cả ngàn người xếp hàng để chen chân vào cửa hàng đầu tiên của thương hiệu Uniqlo nổi tiếng của Nhật Bản hôm thứ Sáu ngày 6 tháng 12, một ngày sau khi Uniqlo khai trương cửa hàng đầu tiên ngay tại trung tâm quận Nhất. Bao Nikki dẫn lời chủ tịch và CEO của Fast Retailing, tập đoàn điều hành Uniqlo, đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Cửa hàng tọa lạc tại Park Sinh Saigon Tourist Plaza, trung tâm thương mại sầm uất dọc theo đường Đồng Khởi, nêu bật sự hiện diện của Uniqlo tại Việt Nam, thị trường lớn thứ 6 Đông Nam Á và là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Với tổng diện tích hơn 3.000m², cửa hàng 3 tầng lầu này là cửa hàng lớn nhất của Uniqlo tại Đông Nam Á. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức thời sự Việt Nam. Hải Bình cũng như Ái Hiền xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mến chúc cho quý vị có một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.